3 ngày trước, công nhân đến phát quang cây cỏ, bụi rậm tại các bãi đất trống trong dự án khu dân cư 13C, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, phát hiện hai cá thể chăn. Sau đó, các công nhân và bảo vệ khu dân cư đã bắt giữ chăn và báo cho lực lượng kiểm lâm. Theo lực lượng chức năng, đây là hai cá thể chăn đất, gồm một đực một cái, tổng trọng lượng 42kg, được xếp vào nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, hai cá thể chăn đất này được lực lượng kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên. Trước đó khoảng 3 tuần, các bảo vệ tại dự án khu dân cư 13C cũng bắt được một cá thể chăn đực nặng 6,4kg, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng.